Bữa nay là tối 29 Tết nha bạn. Mình đi ra bến Bình Đông chơi. Mà mình đi tới đây thì đây. Quay ở đây thì cái cầu này nhỏ quá, mình băng qua bên kia không được. À, chắc là bây giờ hoành ra đi đường khác vô quá. Ở đây Jackson Boy khá là nhiều các bạn. Ở đó là một cái cây cầu sắt nhỏ quá. Hai bên của cái chỗ này là quận 8. Nay như là một cái cột nhỏ các bạn. Bên đây là cái bờ trong, còn bên phía bên kia là cái bờ ngoài, cái bờ bên kia thì nó nằm ở phía bên đây. Thì nó giao với lại Võ Văn Kiệt. Thì nếu mà vô không được thì có thể là mình sẽ bỏ xe ở Võ Văn Kiệt, mình đi bộ qua cái khu bến Bình Đông để mình coi người ta bán cây trên cái ghe xuồng hay sao. Đây mình đi ra mình coi cái cầu này có đi qua được hay không. Rồi sắp sửa có chiếc xe Honda qua nè. Ồ, nước này dơ quá. Mà nó kêu nè. Cầu này tên là cầu gì đó. À, cuối cùng mình cũng đã tới được chợ Hoa Xuân rồi các bạn. Chợ Hoa Xuân này là cái chợ bến Bình Đông. Bến Đông quận 8. Sau khi đi một vòng vô kia, vòng ra lại thì cái này là mình ngay dưới chân cầu luôn nha các bạn. Thì ha, các bạn đi từ cây cầu ở bên quận 5 mình qua quận 8. Xong rồi mình đi xéo qua bên kia đánh cái vòng ở đây. Mình để xe ở đây. Phải không có được. Phải hơi gắt. Không, không phải là quẹo xuống đây mà là quẹo phải, đó là quẹo phải một cái ngõ đó, là tới rồi. Bữa nay đi dạo phố vào một cái ngày cuối năm này. Hôm nay là Hội Hoa Xuân. 30 Tết. Nay qua 12 giờ rồi. Thì bây giờ coi như là buổi sáng 30 Tết. Chưa vô chợ nữa mà mình đã thấy mấy chiếc thuyền đậu kẹp ở bên bờ rất là nhiều. Đậu bên bờ Mà chứ sao kẹt, giờ chứ sao là kẹt nữa, tao bảo để tao bán mà tính bây giờ này là giờ ăn nhậu các bạn, giờ này hết bán rồi. Đây còn lại mấy cây leo que mấy cây này dạng là dẹt ra rồi nè, chắc giờ mình xin cũng được á. Rồi ngủ một đêm không ngủ rồi. Có người bán. Đây là các cô chú sáng 30 ra để hốt hội chót. Chú Duyên. Trời, chú Duyên rồi. Kệ, xe nó mới quật ra là quẹo đây được đúng rồi. Đây. Đường gì? Nãy quẹo là được rồi, quẹo rồi phải giờ nữa. Đường Bình Hòa. Đang trên đường Bình Đông đây. Mình đi nếu mà các bạn muốn đi vô bằng cái đường này cũng được nữa đó. Chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền. Đâu không vậy. Đây các anh chị bán qua bây giờ đã không còn bán nữa và đang ngồi nhậu hết rồi, coi như là bán hồi qua nữa là xong rồi đó. Còn này là qua tới sáng 30 rồi nè. Đem mấy cái cây, có mấy cái cây trên thuyền á, không biết là đem về hay là ở trong đó chưa có bán được nữa, mà còn nhiều lắm. Coi như là thuyền nào cũng có cây luôn đó, mấy cây trên thuyền này. Mấy cây dưới nè, có mấy cây gì, mấy cái cây gì đẹp đẹp nè, quên là cỏ hả, có bán mấy cỏ luôn. Cây cũng ngon, cũng thấy ngon. Bây giờ để mình hỏi thử một số quầy coi giá mấy cây bắp này nó đang bao nhiêu.
tất cả trong hai hết. Con bưởi bên kia. Hồi nãy mình mới hỏi thêm một cái chậu nhỏ nhỏ đó là 120 các bạn. Mình không biết là giá đó là hiện tại đang mắc hay đang rẻ nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn có mua thì cũng nên mua đúng giá, chứ cũng không cần phải ép giá đâu, tại vì bây giờ dọc dọc đây là coi như là quầy nào cũng còn đầy hết. Đi nãy giờ mới thấy mai. Nãy giờ khúc kia là thấy tắt không à. Nhỏ nhỏ nhỏ. Em hỏi thử. Hồi nãy tính hỏi giá mà thấy ngồi đang ngồi nhậu nó đông quá sợ bị quýnh. Nên thôi kiếm cái kiếm cái quầy nào nó được được chứ. Ít người xíu như mấy đứa nít nãy mình hỏi thì được. Mình hỏi cho mình đi luôn chẳng sao. Đó, còn dài đó các bạn. Tốt đằng kia luôn. Thì cái đường bên đây cũng khá là rộng. Hồi nãy mình chạy xe vô cũng thoải mái á, không có gì hết. Nãy sợ không có chỗ để xe để thuốc bên cái cầu này kia. Ủa cái này cái cây thiệt hay cây giả à? Sơn nó làm hình hình cái chậu luôn nè. Cái giả. Cái giả làm cái tưởng giờ này cũng tương đối trễ rồi mà mấy anh chị đi dạo dạo cũng nhiều. Này giờ giờ quầy này dạo thử á. Thấy chị kia cũng cầm cái máy quay, không biết có quay không. Còn dài tốt với kia luôn. Mà hầu như là cái chỗ nào cũng còn quay nào cũng còn đầy hết luôn. Không biết là có ai mua không. Nãy giờ đi cũng thấy có người mua lai rai. Mà số em ai không nhỉ? Không thấy bao nhiêu. Khác là bọng gì? Cúc. Cúc về chở mô mô á. Đang đang đủ. Chắc như kia. Để chút nữa đi rồi có cái tà thiền này lên được không? Nãy giờ quay điện thoại nóng luôn nè. Đối diện bên đây là những nhà view Riverside. Còn bên kia là đường Võ Văn Kiệt. Không biết là đang đi đến thế nào rồi. Toàn là mai không à. Nó có cần kia kìa, tao bu quá trời. Ui quá trời luôn. Cúc này cũng bông cúc. Rồi sắp tới là mình tới cái quầy cúc
khá là nhiều người đang lựa. Giờ hỏi giá đi. Hỏi mấy con kia. Hai trăm một cặp. Này cũng đẹp. Bên này có mấy cây nhỏ nhỏ đẹp nữa. Hai trăm một cặp. Hỏi xong rồi đi luôn. Giờ là rẻ rồi. Hôm bữa là 250 một cây. 200 cặp là 100 một cây. Giá chót vậy thôi chứ. Trời ơi, cái dáng đẹp dữ luôn. Mày thấy quý hả? Sao quý là quý? Gì? Nó bự. Nó bự. Là cái bông nó bự. Còn mai nào? Wow, còn dài đi. Dọc đây có nhà ở khu này dạng như là hồi nhà hồi xưa tới giờ, nhà cũ cũ mà có một số căn nhà là kiến trúc Pháp nữa nè, bộ thương mại công ty cổ phần gì đó Việt Nam. Ở khúc đầu thì thấy thuyền bè nhiều, giữa không thấy. Đó, bây giờ mình mới thấy lại mấy chiếc thuyền nè, chiếc bè. Ui, gia đình lớn ngay luôn. Không biết là mai ở đây nhập từ đâu lên. Có một cây đây bự lắm. Cây đây bự nè. Bán hoặc cho thuê thì có số điện thoại đó. Mấy ai tự nhiên đi thuê chứ? Mua luôn thôi đã được. Đấy. Không để dậy chân đó. Chân sao chân xong rồi để năm sau nó nở lại. Mấy cây bự kìa, nhớ mấy cây nhỏ này nữa chị. Tứ Nguyễn Văn Của. Rồi là biết rồi. Quen chứ sao không? Góc Nguyễn Văn Của. Ủa, hình như cái nhà này mấy bữa có chưa? Có rồi mà, chung cư mình có bữa giờ mà. Hôm nay bữa quán nhậu là nó là cái này hả? Hay là góc khác? Góc này luôn mà. Đúng rồi. Bữa nhậu ở đây luôn nè. Đã dẹp rồi đó. Mình lên xe. Hết rồi đâu còn gì nữa. Vậy thôi. Nè, ở đây có cái cầu, ở cái cầu đó nè, cái cầu đó nè, đúng rồi nè. Nhìn thấy cầu này nè. Nhìn thấy cầu này bắt từ gió kẹt qua nè. Đó, chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền 2021. Rồi bây giờ đi bộ qua. Cái gì vậy? Ủa biết đi được không mà? Đi được chứ. Đi được mà đi qua bán chạy. Có đường đi nữa kìa. Hết rồi đó. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Rồi quay lại.